Quỳnh Lương xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhật ký hạnh phúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 10 phút thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Đến với chương trình thì chúng ta sẽ được xem những tình huống rất gần gũi và thường gặp hàng ngày. Thông qua đó thì sẽ rút ra những bài học và kiến thức bổ ích để dành cho cá nhân mình cũng như những người thân trong gia đình mình để có một cuộc sống càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Đến với chương trình chúng ta ngày hôm nay là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Lê Hùng, giám đốc chuyên môn của MedDental, đồng thời là giảng viên viện đào tạo da hàm mặt Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ sẽ đưa ra chúng ta những lời khuyên bổ ích về chủ đề ngày hôm nay. Chào bác sĩ. Chào Quỳnh Lương và khán giả truyền hình. Một ngày đẹp trời, gia đình Hạnh Phúc đi chơi picnic. Anh Phúc hôm nay được nghỉ làm, thấy vậy chị Hạnh cũng xin công ty cho nghỉ để vợ chồng anh chị dắt các con của mình đi công viên cắm trại. Cả nhà rất vui vẻ và hào hứng. Bà Phúc và Dũng thì dựng lều, Hiền phụ mẹ bày biện đồ ăn. Sau khi hoàn tất xong tất cả, Dũng dắt những đứa em của mình qua bãi cỏ rộng để chơi. Dũng dạy bé Hiền đá banh, Dũng dõng dạc: "Nghe anh lấy hết sức mà đá, anh chụp được." Hiền tỏ ra rụt rè, chần chừ, nhưng với sự cổ vũ nhiệt tình của bé Bông và cô Binh, Hiền đã lấy hết can đảm của đôi chân để đá. Nhưng không may, trái banh lại bay trúng miệng của Dũng. Hiền rối rít à khóc: "Em xin lỗi, em xin lỗi." May là Dũng không bị sao, chỉ bị đỏ ngoài da. Sau đó, mấy anh em nhà Dũng chạy về lều ăn trưa. Cả nhà quay quần bên những món ăn bắt mắt mà mẹ Dũng chuẩn bị sẵn. Nào là cua, ghẹ, tôm, thịt nướng, bánh trái cây, nước ngọt được bày biện trước mắt. Dũng cầm con cua lên, dùng răng cắn ngay cái càng cái rốt, mặc cho mẹ cản ngăn: "Có kìm bé càng nghe con." Dũng vẫn không nghe. Trái cây Dũng cũng dùng răng để cắn mà không cần cắt ra từng miếng. Buổi trưa hôm đó, cả nhà cũng ăn rất là ngon miệng và vui vẻ. Dũng là một người rất thích lạnh nên nước đá là thực đơn không thể thiếu mỗi ngày. Dũng ngồi xem TV, dù ly nước Dũng đã uống chỉ còn mấy viên đá. Dũng nghe đá rột rột và nhún nhảy theo nhạc rất say mê. Một hôm, Dũng soi gương thì phát hiện ngay răng cửa của mình có một vết nứt, nhưng Dũng chẳng tỏ ra chút lo lắng nào. Mấy hôm sau, Dũng cảm thấy đau nhức răng, nhai thức ăn khó khăn, uống nước đá thì bị ê buốt. Và rồi tới khi cơn đau nhức bốc lên tận đầu, Dũng chịu không nổi, nhìn vào gương, Dũng đã bị nứt hẳn một mảng ở răng. Dũng mới chịu nói với mẹ dắt Dũng đi khám răng. Cái tình trạng mà nứt răng này, bị vỡ là tình trạng rất là phổ biến, là cái nguyên nhân hàng đầu dẫn tới cái việc mất răng sẽ gây ảnh hưởng và hậu quả của nó đối với đời sống của mỗi cá nhân như thế nào. Thì hôm nay thì em cùng bác sĩ sẽ trao đổi để có thể cho khán giả biết thêm được nhiều thông tin hay hơn. Thưa bác sĩ, thì nguyên nhân gây ra cái tình trạng là gây nứt răng này hay vỡ răng này là gì ạ? Rất là nhiều cái nguyên nhân nứt vỡ răng ở các cái lứa tuổi khác nhau. Đầu tiên là cái lứa tuổi trẻ nhỏ rất là hiếu động, rất là thích chảy nhảy, va chạm, đặc biệt trong những cái giai đoạn đầu tiên ấy, trong cái thời gian đầu tiên thì rất hay vì ngã hoặc nó va đập vào cái đồ vật xung quanh, hoặc thậm chí một số các bạn còn chảy nhảy còn va đập vào đầu bạn bè rồi vào cái bàn ghế, ví dụ như thế. Thế thì chính những cái chấn thương đấy nó cũng có thể gây ra cái nứt và cái vỡ răng. Đặc biệt các cái bạn trẻ mà có cái răng khớp khểnh va đập vào đầu thì cái chìa ra đấy nó sẽ bị chạm đầu tiên, nó gây ra những trường hợp mà nó va đập nhẹ thì có thể nó gây ra cái đường nứt ở trên cái men răng, hoặc những cái trường hợp mà nó nặng hơn thì đôi khi là vỡ luôn cả một cái mảnh răng ra ngoài. Thậm chí một số các trường hợp tương đối là nặng nữa là đôi khi nó răng nó rơi ra ngoài. Trong cái quá trình hành nghề thì bác sĩ cũng gặp rất là nhiều cái tình huống các cái trẻ, hoặc thậm chí những cái giai đoạn còn ở cái răng sữa thôi, đôi khi là leo trèo thì làm gãy răng đi. Các cái bạn nhỏ đấy thì để phục hồi các cái răng thì rất là khó, rất là ảnh hưởng, rất là nghiêm trọng đến cái câu chuyện thẩm mỹ và cái tâm lý của các bạn ấy. Với cái độ tuổi mà trung niên, thanh thiếu niên hoặc trung niên thì cũng có một số các cái liên quan nữa là các cái tai nạn về mặt sinh hoạt và tai nạn lao động, ví dụ như các cái thói quen ăn uống chẳng hạn, ăn các cái đồ rất là cứng, đặc biệt là các cái anh mà hay bia rượu thì đôi khi là còn phải dùng răng để răng để bật bia. Trong cái quá trình giảng dạy thì đôi khi tôi hay chia sẻ với các cái bạn sinh viên ấy, gặp những trường hợp như thế là các bạn phải gì, các bạn vỗ tay bảo ôi anh ga lăng quá, và đưa cái số điện thoại cho bạn ấy. Sau khoảng 3-5 năm là người ta sẽ đến gặp mình để làm răng thôi. Cái răng là cái gọi là cũng rất là cứng đấy, chủ yếu nó phục vụ thì câu chuyện ăn nhai chứ còn không phải là để làm những cái việc khác.
đôi khi nó không xảy ra cái nứt ở trong ngay ở trong giai đoạn đấy, bởi vì có nhiều người bảo tôi cắn này cả bao nhiêu năm rồi có làm sao đâu. Vâng. Chỉ có một cái ngày đẹp trời tự nhiên có một cái miếng răng nó bị nứt ra chẳng hạn, hoặc là bị đau buốt chẳng hạn. Thế thì cái nứt răng là nó sẽ tiến triển từ từ, một ngày một. Với các cái vùng khác trên cơ thể thì nó sẽ có cái cơ chế nó liền thương, chẳng may mà có một cái vết thương gì đấy. Tuy nhiên với răng thì nó sẽ không có cái cơ chế đấy. Với các cái lứa tuổi già hơn nữa, tuổi trung niên thì thông thường theo cái tuổi tác thì nó có cái sự lão hóa của các cái men răng và cái ngà răng, thì nó cũng xuất hiện những vết rạn nhỏ đấy. Thì cộng với cái chế độ ăn uống các cái nữa thì nó là cái yếu tố thuận lợi để nó gây ra cái hiện tượng nứt và cái vỡ răng. Đấy. Thì đấy là một số các cái nguyên nhân mà phổ biến gây ra cái tình trạng nứt vỡ răng nói chung. Vâng, thế thì em muốn hỏi thì bác sĩ đó là phân loại các dạng như là nứt răng này hay là vỡ răng như nào ạ? Nó sẽ có rất là nhiều cái cách phân loại khác nhau. Ở đây thì có thể là tạm phân loại một số cái cách để cho quý vị khán giả có thể là dễ hiểu hơn. Nó có thể là có những cái đường rạn ở trên cái men răng rất là nhỏ thôi. Có thể là có những cái thì mắt thường nhìn thấy được, thậm chí có một số cái thì mắt thường không nhìn thấy được. Mọi người hãy quan sát, có thể đứng trước gương để thử cái quan sát, đặc biệt các cái nhóm mắt cửa ấy, và xem thử là ở trên cái hàm răng của mình là có những cái vết rạn hay chưa. Trung niên thì hầu như là tất cả là mọi người đều có các cái vết rạn như thế. Đấy. Hơn nữa thì sẽ có một số các cái miếng vỡ, nhưng mà vỡ nhỏ thôi. Ví dụ ở cái răng cửa phía trước chẳng hạn, nó có những cái vỡ nhỏ ở mặt cái rìa cắn chẳng hạn. Hoặc là ở một số các cái răng hàm, nó có những cái gãy nhỏ, vỡ nhỏ ở các cái núm răng, những cái phần chịu lực ấy. Rồi đến những cái trường hợp là những cái vết nứt nó to hơn ở trên cái bề mặt răng. Và có những cái vết nứt nó sẽ kéo dài xuống tới cả cái chân răng. Có những cái vết nứt nó đột ngột nó gây tách đôi luôn cả cái răng ra thành các cái phần khác nhau. Hoặc là có những sang chấn, nó chấn thương, nó gây ở bên dưới chóp chân răng. Thì những cái đấy thì mình sẽ không thấy được. Mình phải thăm khám rồi có thể chụp phim để mình phát hiện ra được một số các cái nứt vỡ như thế. Vâng, thưa bác sĩ, vậy triệu chứng cụ thể của việc nứt vỡ răng là gì ạ? Cái men răng là cái như là cái áo nó bao bọc bên cái ngoài cơ thể của mình. Có một cái nứt như thế, nó sát về cái tủy răng thì nó bắt đầu có cái triệu chứng nó ê buốt. Và càng nứt vào sâu thì các cái triệu chứng đấy nó sẽ càng tăng lên. Khi cái nứt mà sát với cái tủy răng thì nó bắt đầu có những cái biểu hiện là nó lan lên trên đầu. Và các cái cơn đau như thế nó là đau buốt, tăng dần theo thời gian. Và cái khoảng cách các cái lần sẽ gần nhau. Có những cái nứt vỡ mà nó quá cái buông tụy, nó sẽ gây cái buốt rất là nhiều, chảy hết cả nước mắt nước mũi, bệnh nhân sẽ không thể chịu đựng được. Viêm tụy cấp điển hình đấy. Đấy là các cái tổn thương mà mọi người có thể nhìn bằng mắt thường và thấy được. Tuy nhiên có những cái đường nứt mà nó chảy dọc xuống bên dưới chân răng. Thì về dài hạn nó sẽ gây ra một số các cái vấn đề về nướu răng và vùng nha chu xung quanh. Nó gây ra một cái túi nha chu ở đấy, nó đọng tới thức ăn vi khuẩn đấy và thỉnh thoảng nó sưng lợi lên. Mọi người nghĩ là cái này có thể là do chỉ là viêm lợi thôi, nhưng mà sau này nó lại bị tiếp tục, nó lại bị lại như thế. Và ngày càng các cái triệu chứng nó sẽ càng biểu hiện nó càng nặng hơn. Nó gây cái chết tụy, nó gây ra những cái đợt sưng đau nó cấp tính ở cái vùng cuống hoặc là mãn tính. Điển hình như là nó sốt, rồi mệt mỏi, gây ra cái triệu chứng toàn thân. Tại chỗ thì nó sưng đau hết cái vùng lợi tương ứng với cái chóp của cái chân răng. Ăn nhai đau khi cắn hai hàm lại gây đau. Ngoài ra thì đôi khi có những cái đường nứt ở cái răng hàm ấy, mình rất là khó nhận biết. Cái diễn biến nó sẽ phụ thuộc vào tùy từng cái mức độ tổn thương để nó có những cái triệu chứng nó kèm theo. Nứt răng hay là vỡ răng mình nghe rất là một cái vấn đề gì đó rất nhỏ, nhưng mà cái hệ quả sau đó thì cũng khá là nghiêm trọng đúng không bác sĩ? Vâng, thế thì bác sĩ là khi mà mình nứt răng hoặc vỡ răng như thế thì cái cuộc sống hàng ngày của mình nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Chia ra hai vùng, một là các cái nhóm răng phía trước thì thường thì nó liên quan đến cái câu chuyện thẩm mỹ, còn cái nhóm răng phía sau thì nó phục vụ cái câu chuyện ăn nhai, nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Các cái bạn trẻ nhỏ đôi khi có những cái nứt răng hoặc thậm chí nó những cái gãy vỡ lớn, nếu như không được điều trị và xử lý
để phục hồi lại thì một là nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của các bạn sẽ bị bạn bè trêu chọc, rồi đôi khi là cười không dám cười, mím hết cả môi lại, ví dụ thế, sẽ ảnh hưởng dài hạn về cái chuyện giao tiếp, về cái tâm lý của các bạn. Với cái người lớn thì cũng như thế, đúng ạ, đấy, cũng gây ra một số các câu chuyện về mặt giao tiếp. Còn về các cái răng hàm thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình ăn nhai, rồi đôi khi nó những cái buốt nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống, nó ảnh hưởng đến cái tiêu hóa, rồi ảnh hưởng đến cái tinh thần. Thế thì có cách nào để điều trị cái tình trạng mà mình bị nứt này hay là vỡ răng không ạ? Với cái các cái bạn trẻ nhỏ mà trong cái giai đoạn đang cân nhỏ đấy, mọi người cũng phải rất là hết sức là để ý. Trò chơi thể thao thì nên có một số các cái bảo hiểm, có những cái bảo hiểm về răng. Các cái bạn mà có các cái răng khớp khểnh ấy thì cái nguy cơ cái chấn thương rất là cao, thì cần để thăm khám và cần thiết thì có thể điều trị sớm để cho các cái răng nó đều đẹp đúng cái vị trí trên cái cung hàm, thì như thế nó sẽ giảm đi được các cái nguy cơ về cái chấn thương, nguy cơ gãy vỡ răng đi. Kể cả về cái người trẻ tuổi và đặc biệt là trung niên và người già thì người ta đã có những cái vết nứt sẵn ở trên cái răng như thế rồi, thì đấy là những cái yếu tố thuận lợi, thì mình lại phải càng phải ăn những cái đồ nó mềm hơn, nó vừa phải. Một cái ngôi nhà nó có ở bên trên nó đã bị đục thủng rồi thì các cái với cái lực nhai từ trên xuống và từ trong ra ngoài thì nó sẽ dễ gây các cái gãy vỡ đấy hơn nữa. Thì người ta chủ động, người ta đề phòng, người ta bọc lại những cái răng đấy, thì người ta một là sẽ tăng lại cái sức ăn nhai như cái ban đầu, hai là nó tránh cái nguy cơ gãy vỡ về mặt dài hạn trong cái tương lai. Đấy là một số các cái lưu ý để nó giữ được cái răng của mình nó lâu dài hơn. Phòng bệnh vẫn luôn hơn chữa bệnh, đúng không bác sĩ? Thì mình có một hàm răng mình thích ăn được những món mình thích thì mình phải chăm sóc nó lại rất là kỹ. Thì thưa bác sĩ là ở mức độ nào thì cần đi chám lại cái răng mà mình bị nứt vỡ đó, và ở mức độ nào thì bắt buộc là mình phải thay cái răng nó đi? Với những cái tổn thương là các đường rạn nứt bình thường thôi thì như thế mình phải dự phòng, để ý đến cái chăm sóc và các cái chế độ ăn uống. Còn với các cái nhóm răng ở phía trước ấy, nó yêu câu đến cái câu chuyện thẩm mỹ, thì nó sẽ có mấy cái giải pháp để mà phục hồi. Thứ nhất là có thể hàn, tốn ít chi phí, nhưng mà nó chỉ là tương đối là tạm thời, thường phải chỉnh sửa sau khoảng 2 đến 3 năm, hoặc là thậm chí phải bỏ ra làm lại. Đôi khi cắn cái gì hoặc là làm cái gì đó thì nó rơi ra mất một mảnh răng, mà bệnh nhân rất là hốt hoảng lại quay lại phòng khám để làm. Mẹ nó cắn là sẽ rơi luôn. Thế thì cái cách thứ hai nữa là người ta lại dùng có thể làm cái vernier sứ, người ta làm một cái mảnh sứ là nhỏ thôi, bán phần hoặc là toàn bộ cái mặt ngoài của răng, hoặc là một góc của răng nào đấy thôi, cho cái màu sắc nó sẽ đẹp hơn, cái độ bền vững nó tốt hơn. Tuy nhiên cái ăn uống cũng phải lưu ý hơn một chút. Còn những cái trường hợp mà các cái răng nó nứt vỡ, nó vào tụy răng, thì đôi khi là còn phải lấy hết cái điều trị tụy ra, rồi thậm chí phải cắm thêm cả một cái chốt vào ở bên trong để gia cố lại. Ví dụ như cái răng mà nó vỡ, nó tách đôi ra sâu ở bên dưới lợi, trong cái chân răng mà các cái răng đấy không thể giữ được, thì mình phải chỉ định nhổ bỏ, khôi phục lại cái ăn nhai và dự phòng những cái biến chứng trong cái tương lai. Vâng, thưa bác sĩ, vậy bác sĩ có lời khuyên nào cho việc bảo vệ răng miệng tránh nứt và vỡ răng không ạ? Men răng nó kém, nó yếu quá, dễ bị gây vỡ. Đôi khi mình chủ động mình bọc trước, nó bảo vệ cho nó về cái mặt dài hạn. Có những cái thuốc mà nó hỗ trợ men răng nó tốt hơn, bổ sung các cái canxi thứ vào để cho nó cơ thể nó đầy đủ. Lại một lần nữa cảm ơn những cái lời khuyên chia sẻ của bác sĩ, để em hay là các quý vị khán giả có thể biết thêm nhiều thông tin hơn. Và quý vị khán giả đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 18:10 thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Và xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.